Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay tâm bão số 5 vẫn đang ở trên vùng biển phía đông bắc của Vịnh Bắc Bộ. Do tương tác với không khí lạnh nên từ chiều tối nay sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần ở trên biển. Trên đất liền, hiện khối không khí lạnh đã tiến sát tới vùng biên giới phía bắc của nước ta. Từ chiều tối nay sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông của Bắc Bộ, khiến cho nhiệt độ giảm dần. Trời chuyển lạnh về đêm, vùng núi phía bắc có nơi trời rét. Dự báo nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 19 đến 22 độ, vùng núi là từ 16 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Tại thủ đô Hà Nội, hôm nay thời tiết vẫn rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời nhân ngày 20 tháng 10. Trời tạnh ráo, có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 32 độ. Từ chiều nay sẽ giảm nhiệt dần. Tối trời se lạnh với nhiệt độ hạ về 23 đến 24 độ. Trong hai ngày cuối tuần nhiệt độ giảm thấp. Thấp nhất về đêm chỉ từ 19 cho tới 22 độ. Ở miền Trung, thời tiết cũng khá thuận lợi. Dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận trời nắng ráo. Mức nhiệt ngày đều tăng lên ngưỡng 31 đến 34 độ. Thời tiết ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ vừa qua. Chỉ riêng khu vực ven biển của Thanh Hóa, Nghệ An do ảnh hưởng của rìa phía Tây hoàn lưu bão số 5 lại có thêm tác động của không khí lạnh chớm tác động nên chiều tối nay có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất trưa nay dao động từ 28 đến 30 độ. Thành phố Đà Nẵng không còn chịu tác động của hình thế thời tiết gây mưa nào nên hôm nay trời có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Đà Nẵng tăng lên mức 31 đến 32 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động của thành phố chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Lùi về phương Nam, gió Tây Nam cũng đã yếu đi nên hôm nay mưa chỉ còn xảy ra rải rác vào chiều tối, còn trong ngày trời có nắng từ sáng đến chiều. Mức nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên tăng lên ngưỡng 29 đến 32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ là từ 33 đến 34 độ và có nơi cao 35 độ, trời nóng nhẹ về chiều. Với thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày trời phổ biến nắng ráo, trưa chiều đôi lúc có mưa bất chợt nhưng cũng tạnh ngay. Về nhiệt độ, cao nhất trưa chiều nay ở thành phố Hồ Chí Minh là 32 đến 33 độ. Tối và đêm trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất là 26 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ một số thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại!